Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, iPhone 17 Pro sẽ cung cấp một trào lưu mới. Sau khi Apple giới thiệu nút camera control trên dòng iPhone 16, được kỳ vọng tạo nên một trend mới giống như tai thỏ trên iPhone X. Tuy nhiên thì trend này có vẻ không đúng như định hướng của nhà táo và tin đồn mới tiết lộ rằng iPhone 17 Pro sẽ có thể đi kèm một nút điều khiển khác đầy đột phá. Theo leaker Majibu, Apple đang làm việc trên một nút duy nhất để thay thế các nút âm lượng và nút action hiện tại. Nút này sẽ kết hợp nhiều tính năng bao gồm điều chỉnh âm lượng và điều khiển nhạc chuông, đồng thời cho phép tùy chỉnh theo cách người dùng mong muốn. Tuy thông tin chi tiết về chức năng của nút mới này vẫn còn hạn chế, nhưng với công nghệ cảm ứng lực và khả năng tương tác đa dạng, Apple có thể mang đến sự linh hoạt cao hơn trong việc sử dụng iPhone. Dự kiến nếu Apple tiếp tục thử nghiệm và hoàn thiện, nút mới sẽ xuất hiện trên iPhone 17 Pro vào tháng 9 năm sau. Tin tức tiếp theo, biến thể iPhone 16 Pro bị người dùng Việt quay lưng. Mặc dù từng gây sốt khi ra mắt trên iPhone 15 Pro vào năm ngoái, nhưng màu titan tự nhiên của iPhone 16 Pro lại không còn được ưa chuộng trong năm nay. Người dùng Việt dường như đã chuyển sự quan tâm sang màu vàng sa mạc, màu sắc mới nhất và đang trở thành xu hướng. Đại diện một hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho biết, trong đợt mở bán đầu tiên, màu titan tự nhiên là lựa chọn ít được đặt hàng nhất. Điều này không quá bất ngờ bởi người dùng Việt thường có xu hướng yêu thích những màu sắc mới mẻ hơn, như cách họ từng đón nhận màu vàng gold của iPhone 12 Pro hay xanh dương của iPhone 13 Pro. Dù màu titan tự nhiên được đánh giá là đẹp và tinh tế, nhưng với nhiều người cho rằng nó quá giống với các phiên bản trước. Một số người chọn màu sắc để người khác dễ dàng nhận ra mình đang sử dụng mẫu iPhone mới. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán rằng xu hướng này sẽ dần thay đổi khi người dùng tìm kiếm sự khác biệt trong sự đơn giản của màu sắc titan. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, chi phí sản xuất iPhone 16. Theo nghiên cứu từ TD Cowen, chi phí sản xuất iPhone 16 đã tăng so với iPhone 15, với iPhone 16 Pro Max bản 256GB đạt khoảng 12 triệu, cao hơn 800.000 so với thế hệ trước. Điều này được lý giải bởi sự gia tăng giá thành của các linh kiện như là màn hình và cụm camera sau, mỗi cụm có giá tới 2 triệu đồng. Đặc biệt, chi phí camera đã tăng thêm 25.000 so với iPhone 15, trong khi màn hình chiếm 16% tổng chi phí. Ngoài ra, dung lượng bộ nhớ cũng đóng góp vào mức tăng giá này, với RAM từ 6GB lên 8GB và dung lượng lưu trữ đều tăng 123.000. Việc tích hợp thêm các tính năng mới như là camera control và nút action cũng làm tăng thêm 74.000 vào tổng chi phí linh kiện. Mặc dù Apple không có thay đổi lớn về chuỗi cung ứng trong năm nay, nhưng thị trường vẫn gặp nhiều thách thức. Tại Trung Quốc, sự cạnh tranh gay gắt từ Huawei Mate XT cũng khiến doanh số của iPhone 16 chịu nhiều áp lực. Đồng thời tâm lý người tiêu dùng vẫn chưa thực sự đón nhận mạnh mẽ sản phẩm mới. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.